Việt Sử Toàn Thư rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, Dương Vân Nga là hoàng hậu của hai vị hoàng đế thời kỳ đầu lập quốc trong lịch sử Việt Nam là Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chuyển giao quyền lực từ nhà Đinh sang nhà Tiền Lê khi Tôn Lê Hoàn lên làm vua. Tuy nhiên, bà đã bị sử cũ phê phán rất gay gắt. Thậm chí, Dương Vân Nga không được chính sử ghi chép nhiều, không ai biết về xuất thân của bà ra sao. Không chỉ vậy, bà còn gắn liền với nghi án tư thông với Lê Hoàn, lấy mạng Đinh Tiên Hoàng. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Hãy cùng Việt Sử Toàn Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Được xem là gương mặt nữ kỳ lạ nhất thế kỷ 10 và cũng là gương mặt nữ tầm cỡ nhất, đáng nhớ nhất trong lịch sử Việt Nam thời Trung Đại. Thế nhưng, sử xưa ghi chép về Dương Hậu hay còn gọi là Dương Vân Nga lại rất nhạt nhòa. Người phụ nữ đầu tiên trong thế kỷ 10 lên tiếng. Theo sách Việt Nam thế kỷ 10, những mảnh vỡ lịch sử của nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương, các sử thần Nho Gia ghi chép sử theo lối gia tộc phụ hệ nên chỉ cho biết bà Hoàng họ Dương không được đề cập đến xuất thân và nói rõ tên bà. Lịch sử thế kỷ 10 còn có một bà Dương Hậu nữa, đó là vợ của Ngô Quyền, con gái của Dương Đình Nghệ, em gái Dương Tam Kha, mẹ đẻ của Ngô Xương Văn. Cũng theo lối ghi chép ấy, sử sách xưa kiến tạo bà như một hình ảnh bị cuốn theo và phụ họa cho hình bóng của đàn ông. Dẫu vậy, Dương Vân Nga vẫn là người phụ nữ đầu tiên trong thế kỷ 10 lên tiếng và được ghi vào chính sử, hoặc chí ít là các sử quan lần đầu tiên cho phái nữ được lên tiếng. Vì sử không nói rõ về Dương Hậu nên hiện có nhiều thuyết về tên gọi và xuất thân của bà. Có cả thuyết cho rằng bà là vợ của ba vua Ngô Xương Văn, Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành. Thuyết này dựa vào một tình tiết sử cũ ghi lại, đó là năm Ất Sửu 965, Nam Tấn Vương Ngô Xương Văn, ông vua cuối cùng của họ Ngô mất, mở ra thời kỳ 12 sứ quân cát cứ. Con vua là Ngô Nhật Khánh chiếm cứ đất Đường Lâm. Năm 976, Đinh Bộ Lĩnh bức hàng Nhật Khánh, lấy mẹ Nhật Khánh làm hoàng hậu. Tuy nhiên, sử sách không ghi bà mang họ gì. Khi đề cập tới Dương Hậu, mẹ Đinh Phế Đế, sử sách cũng không ghi bà chính là mẹ của Ngô Nhật Khánh. Hiện nay, phần lớn đều cho rằng bà chỉ là hoàng hậu hai triều Đinh Lê như sử sách đã ghi. Còn theo giai thoại dân gian, Dương Hậu có tên là Dương Vân Nga, là con gái của ông Dương Thế Hiển, quê ở vùng Nho Quan Ninh Bình. Cái tên Vân Nga là ghép từ Vân Long và Nga Mi, là tên thôn quê cha mẹ bà. Sinh thời bà không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sinh lực. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sau khi dẹp 12 sứ quân, năm Mậu Thìn 968, Đinh Bộ Lĩnh, tức Đinh Tiên Hoàng, lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Năm 970, vua lập 5 hoàng hậu là Đan Gia, Trinh Minh, Kiều Quốc, Cổ Quốc và Ca Ông. Tuy nhiên, sử lại không nói Dương Hậu là ai trong số 5 vị trên. Năm 979, sau khi Đinh Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám sát, Định Quốc Công Nguyễn Bặc, ngoại giáp Đinh Điền cùng thập đạo tướng quân Lê Hoàn rước vệ vương Đinh Toàn lên ngôi hoàng đế, tôn mẹ đẻ của vua mới là Dương Thị làm Hoàng Thái Hậu. Tuy nhiên, do thấy Thái Hậu tư thông với Lê Hoàn, cho Hoàn Nhiếp Chính làm công việc thay vua như Chu Công, lo điều bất lợi cho vua nhỏ, nên Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Phạm Hợp bèn cùng nhau giấy binh, song không đánh nổi và bị Hoàn giết. Cuối năm 979, Ngô Nhật Khánh dẫn hơn 1000 thuyền chiêm thành vào cửa biển Đại Ác đánh thành Hoa Lư. Tháng 7 năm 980, nhà Tống nghe nói nhà Đinh có biến, bèn sai Hầu Nhân Bảo sang đánh Đại Cổ Việt. Cuộc chuyển giao quyền lực hiếm có trong lịch sử. Trước nguy cơ quân Tống xâm lược cận kề, Dương Vân Nga đã chấp nhận Tôn Lê Hoàn lên làm vua, lập ra nhà Tiền Lê và bà trở thành hoàng hậu của triều đại này với hiệu Đại Thắng Minh Hoàng Hậu. Toàn thư chép việc này như sau. Bấy giờ, nghe tin quân Tống sắp kéo sang, liền làm tờ tâu báo về. Thái hậu bèn sai Lê Hoàn chọn dũng sĩ đi đánh giặc, lấy người ở Nam Sách Giang là Phạm Cự Lượng làm đại tướng quân. Khi triều đình đang bàn kế hoạch xuất quân, Phạm Cự Lượng cùng các tướng khác đều mặc áo đi trận vào nội phủ, nói với mọi người rằng: "Nay chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao thì ai có biết cho, chi bằng trước hãy tôn lập ông thập đạo làm thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn." Quân sĩ nghe vậy đều hô vạn tuế. Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục, bèn sai lấy áo long cồn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi hoàng đế. Từ đó Lê Hoàn lên ngôi, đổi niên hiệu là Thiên Phúc vào đầu năm 980, giáng phong Đinh Toàn làm vệ vương.
Sau khi đánh bại quân Tống, năm 982, Lê Hoàn lập Dương Hậu làm Đại Thắng Minh Hoàng hậu. Năm 1000, bà qua đời. Chính sử không cho biết bà với Lê Hoàn có bao nhiêu người con, nhưng theo các thần tích ở cố đô Hoa Lư thì hai người có một cô con gái tên là Lê Thị Phất Ngân, lấy Điện Tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn và sinh ra Lý Phật Mã, tức Lý Thái Tông. Việc Dương Vân Nga tôn Lê Hoàn lên ngôi sau trở thành hoàng hậu của ông đã bị các sử thần Nho Gia lên án rất gay gắt. Ngô Sĩ Liên đã lên án từ góc độ đạo đức rằng đạo vợ chồng là đầu của nhân luân, dây mối của vương hóa, hạ kinh của kinh dịch, nêu quẻ hàm và quẻ hằng lên đầu là để tỏ cái ý lấy đàn bà tất phải chính đáng. Đại hành thông dâm với vợ vua, đến chỗ nghiễm nhiên lập làm hoàng hậu, mất hết cả lòng biết hổ thẹn, đem cái thói ấy truyền cho đời sau, con mình bắt trước mà dâm dật đến nỗi mất nước, há chẳng phải là mở đầu mối họa đó sao? Ngô Thị Sĩ thì bàn rằng Đại Thắng Minh là tôn hiệu của Đinh Tiên Hoàng, đại hành dùng tôn hiệu của vua đã mất làm tên hiệu cho hoàng hậu của mình, không còn kiêng kỵ gì nữa, thật quá quắt. Theo nhà nghiên cứu Trần Trọng Dương, kể từ sau toàn thư, tấm gương tẩy liếp về đạo vợ chồng của Dương Hậu cho người soi chung tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội. Hàng loạt tác phẩm diễn ca lịch sử đã tiếp diễn ngôn nho giáo về bà hoàng này. Thế kỷ 18, tác phẩm Thiên Nam Ngũ Lục có viết: chẳng ngờ Dương Hậu dâm tà, xảy chồng ra thói thăng hoa loạn thường, Dương Hậu ra dạ dâm ô, vun chồng thập đạo bây trừ cướp ngôi. Cuối thế kỷ 19, huyền thoại phủ khắp dân gian, rồi lại đi vào quốc chí và chính sử. Đại Nam Nhất Thống Chí khi ghi về trấn cũ Vân Sàng có giải thích từ nguyên rằng tục truyền là cái giường, tức sàng, mây nước là vân, giao nhau, như ví Dương Hậu đặt giường trên sống để đón Lê Hoàn. Nặng nề hơn, mỗi khi đến ngày kỵ Đinh Tiên Hoàng, dân làng làm lễ rước tượng Dương Hậu từ đền thờ vua Lê sang đền thờ vua Đinh, cúng xong lại trả về. Có một chi tiết quan trọng của nghi lễ này là người ta đánh đít tượng 10 roi trước khi cho về với chồng cũ. Sang đến đầu thế kỷ 20, khi hệ tư tưởng đã thay đổi, biểu tượng Dương Hậu có những chuyển biến quan trọng. Chiến thắng quân Tống của Lê Hoàn là hiển hách, là chiêu tuyết, rửa oan hồn cho bà. Hành động khoác áo bào của Dương Hậu cho Lê Hoàn, cũng như việc chủ động chuyển quyền hành của mình và con mình cho ông, được đánh giá là một hành động khôn ngoan, sáng suốt. Việc rũ bỏ cái mũ trung trinh của Nho giáo, rũ bỏ quan niệm chính ngụy, không chỉ là phương cách xử lý nội bộ cung đình có lợi cho dân cho nước, mà còn là phương cách củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trước thế nước gặp gian nguy. Thưa quý vị, có thể nói, cho dù sử sách có đánh giá như thế nào đi chăng nữa, thì vai trò của Hoàng hậu Dương Văn Nga đối với lịch sử của dân tộc là không thể phủ nhận. Thân phận bà đi bên cạnh hai người đàn ông là hai hoàng đế, ở vị trí nào bà cũng làm tròn vai trò của người vợ, bậc mẫu nghi thiên hạ, đóng góp không nhỏ cho sự thịnh trị của hai vương triều Đinh, Tiền, Lê. Ngoài Hoàng hậu Dương Vân Nga, sự việc cũng ghi nhận nhiều phụ nữ có quyền uy, ảnh hưởng đến vận mệnh của dân tộc và các bậc đế vương. Vậy đó là những người phụ nữ quyền lực nào trong lịch sử Việt Nam? Hãy cùng Việt Sử Tán Thư đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đứng đầu danh sách phải kể đến Linh Tử Quốc Mẫu Trần Thị Dung, Hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông và mẹ của nữ vương Lý Chiêu Hoàng, đồng thời là mẹ vợ vua Trần Thái Tông. Được gả cho Lý Huệ Tông khi ông chạy loạn từ Kinh Thành về Thái Bình nương náu ở nhà cha bà là Trần Lý. Bà đóng vai trò quan trọng cùng người anh họ Trần Thủ Độ trong sự biến cung đình, đưa Trần Cảnh lên ngôi, mở đầu triều đại nhà Trần. Từ khi nhà Trần nắm quyền, bà thể hiện vai trò ngày càng rõ rệt. Trong sự kiện An Sinh Vương Trần Liễu nổi loạn khi bị Trần Thái Tông cưỡng đoạt người vợ đang mang thai là công chúa Thuận Thiên, bà Trần Thị Dung đã đứng ra thu xếp. Cả Trần Liễu và vua Thái Tông đều là con rể của bà. Nhờ đó, Trần Liễu bảo toàn được tính mạng và được cấp đất ở vùng Đông Triều Quảng Ninh. Sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư tuy chê trách bà về việc lấy Lý Huệ Tông rồi lại lấy Trần Thủ Độ, nhưng cũng phải khen ngợi. An Sinh Vương có hiềm khích với Thái Tông, nhưng Linh Tử đã ra sức hòa giải, nhờ đó mà anh em lại tình nghĩa như xưa. Năm 1257, khi quân Mông Cổ xâm lược nước ta lần thứ nhất, vua quan nhà Trần đã rút sau trận Bình Lệ Nguyên. Toàn thư Bản Kỳ quyển 5 có chép: khi người Nguyên men theo đường tắt để vào cướp nước ta, kinh thành thất thủ, Linh Tử ở Hoàng Giang lo giữ gìn các hoàng tử, cung phi và công chúa cùng vợ con tướng soái, không để ai bị lọt vào tay giặc. Bà lại còn khám xét thuyền các nhà có giấu binh khí, thu để đưa dùng vào việc quân.
công của bà giúp nội trị nhà Trần nhiều hơn là báo đáp nhà Lý. Thế mới biết trời sinh ra bà Linh Từ là để mở mang cơ nghiệp cho nhà Trần vậy. Là vợ của Thái sư Trần Thủ Độ, tuy quyền uy lớn như vậy, bà cũng không vì thế mà lạm quyền tư lợi. Khi muốn xin cho một người cháu làm chức câu đương, tức quan thu thuế cấp thấp ở xã, bà vẫn phải nhờ riêng Trần Thủ Độ. Tuy nhiên, vị Thái sư đã rất công chính khi gọi người cháu đến tuyên bố: người có vì Linh Từ quốc mẫu xin cho mới được làm câu đương, không thể ví như những câu đương khác, vì thế phải chặt một ngón chân để phân biệt. Người cháu kêu van xin thôi, mãi mới được tha, từ đó không ai dám lợi dụng tình thân mà xin xỏ việc riêng nữa. Trong khi đó, nổi tiếng về sự nghiêm khắc dạy con là Nghi Thiên Hoàng Thái Hậu Triều Nguyễn, tức Thái Hậu Từ Dụ. Bà là chính thất của vua Thiệu Trị, mẹ của vua Tự Đức. Tên thời con gái của bà là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1810 tại huyện Tân Hòa, Gia Định, nay là thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Bà được ca ngợi về đức hạnh và tính tiết kiệm cũng như uy quyền trong gia đình mà vua Tự Đức luôn phải kính nể mà nhất mực nghe lời. Chuyện về nhà Nguyễn kể rằng có lần Tự Đức mải mê đi săn trong rừng Thuận Trực, gặp nước lụt chưa thể về cung, trong khi còn 2 ngày nữa là giỗ vua cha Thiệu Trị. Thái hậu sốt ruột phải cử đại thần Nguyễn Tri Phương đưa thuyền đi đón. Về đến hoàng cung, vua Tự Đức vội vàng lên kiệu Trần đến cung diên thọ dù trời đang mưa, nằm phục dưới thềm, đặt chiếc roi lên mâm son, chờ hoàng thái hậu Tử Dụ đòn phạt. Tuy sau đó thái hậu nguôi giận, không phạt roi vua, nhưng chuyện này đã được dựng thành tích cải lương, Tự Đức dâng roi, thể hiện tấm lòng hiếu nghĩa của người con, ngay cả khi giữ vị trí cai trị quân dân cả nước. Bà từng răn dạy vua Tự Đức: biết lỗi với ta chỉ là phụ, biết lỗi với dân mới là chính. Nghe lời dạy bảo của bà, Tự Đức không chỉ là vị vua chí hiếu mà luôn thể hiện tinh thần yêu nước và rất siêng năng việc triều chính. Thời Lê, tuyên tử hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, mẹ vua Lê Nhân Tông, mới thật sự là một người phụ nữ quyền thế bao trùm cả triều đình. Bà là hoàng thái hậu đầu tiên và duy nhất của nhà hậu Lê thực hiện buông rèm nhiếp chính. Con trai bà, Thái tử Bang Cơ, được đưa lên làm vua, tức vua Lê Nhân Tông, khi mới 2 tuổi, sau sự kiện Lệ Chi Viên 1442, vua Lê Thái Tông đột ngột qua đời. Tuyên tử Thái hậu Nguyễn Thị Anh, quê ở làng Bố Vệ, nay thuộc thành phố Thanh Hóa, được vua Lê Thái Tông đưa vào cung, phong làm thần phi. Bà may mắn có được vị trí quyền uy bậc nhất khi mẹ của Thái tử Lê Nghi Dân là Dương Thị Bí sinh kiêu căng, khiến nhà vua phế bỏ vị trí Thái tử, phế Dương Phi xuống làm dân thường rồi chuyển ngôi cho Thái tử Bang Cơ. Khoảng 11 năm nhiếp chính, bà thể hiện quyền lực ghê gớm như giết hại các công thần, gồm cha con Thái úy Trịnh Khả, cha con Tư Khấu Trịnh Khắc Phục. Tuy nhiên, bà cũng làm được một số điều có lợi cho dân như đào sông Bình Lỗ ở Thái Nguyên, đem lại thuận lợi cho giao thông. Sử thần Phan Phu Tiên đánh giá, thời kỳ bà coi chính sự cũng như thời vua Nhân Tông đích thân nắm quyền sau đó, thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp. Dù vậy, thời đại êm ấm của bà và vua Nhân Tông cũng chỉ kéo dài 17 năm và kết thúc bi thảm năm 1459. Lê Nghi Dân dẫn quân lèn vào cung cấm, giết chết cả vua và hoàng thái hậu. Thưa quý vị, như vậy, không chỉ có các bậc đế vương mà trong lịch sử còn ghi nhận những người phụ nữ có quyết định ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc. Mặc dù những bà hoàng hậu kể trên đều có xuất thân khác nhau, sống dưới các triều đại khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó chính là trí tuệ và có quyền lực bao trùm cả triều đình. Sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị ấn tượng với bà hoàng hậu nào ạ? Hãy để lại bình luận bên dưới video quý vị nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo!